Thổ dậy, mà khi thổ dậy thì bây giờ chúng ta phải bỏ hết. Vậy thì bây giờ đến chừng sau bỏ đó, Đức Thầy mới nói nè. Đức Thầy nói thương nhà tiếc của, biết hầu nào ngôi, thấy không? Còn ông ba ông nói là ôm cái cột tuột, đứng tuột ngồi, tốt ơi là tốt, nhớ lời thật ghi. Lúc đó bắt đầu mình thương nhà tiếc của, thấy không? Kiên cố của tiền thiên đạo lý mà cấp hồi ái chức cho kinh thông. Cho nên chúng ta thương tiếc của nhà. Cho nên bây giờ quý vị mình thấy coi như là Trung Đông bển bây giờ coi như là nó chạy ha, là coi như là bỏ của lấy người. Tất nhiên là đua nhau mà chạy mà. Thì lâu đài cũng xa, tất nhiên là bây giờ phải bỏ hết chứ đâu còn. Thưa cô bác anh em dùng đạo, vậy thì mai sau nhiều cuộc đất cài mà đua nhau mà chạy, lâu đài cũng xa mới lập rồi cái hậu long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Rồi gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương ba tánh chín chiều lục đạo. Vậy thì bây giờ coi như là sau này cái cuộc chiến tranh thế giới, cô bác anh em dùng đạo, rất nguy hiểm lắm. Chúng ta coi như là ráng tu để mà sau này Đức Thầy mới độ trì cho chúng ta được, phải không? Đến này được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Và kính thưa quý cô bác lớn tuổi đại diện cho gia tộc, gia đình. Và kính đến đồng đạo 8 đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho thân phụ. Và kính đến quý ông, quý bà và hầu hết toàn thể quý cô bác, anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho thân phụ của đồng đạo 8 Úc Dư, 8 Dư Leo, mà tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị trở về đây dự diện được đông đủ để góp phần cho gia đình lát nữa đây, để thành tâm cầu nguyện cho cửa quyền thất tổ và hương linh người quá giảng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhã tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và hàng năm như thế này thì đồng đạo đều có tổ chức long trọng, nhưng mà năm nay hữu duyên thiên lý năng tư ngộ là chúng tôi được có nhân duyên lành, nên cùng với tất cả chư quý vị được trở về dự dựng được đông đủ như thế này, và đồng thời còn ngồi lại để ôn cố và trao đổi qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Đây là một điều kiện hết sức là quý báu và tráng lễ vô song. Thì ban tổ chức hôm nay sắp xếp chương trình chưa có đến giờ chánh cúng, nên chi coi như là gia đình có một cái sáng kiến rất là quý báu, đó là trao đổi Phật Pháp. Thì Đức Thầy để lại cho chúng ta một kho tàng pháp bảo, đó là cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý. Thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Quang Đạo của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải nghiên cứu, cũng phải đọc, cũng phải học và cũng phải cần tìm hiểu, để chúng ta lấy đó mà làm phương châm tấn ích trên con đường tu học của mình. Vì vậy cho nên mỗi lần đám giỗ đó, là mỗi lần chương trình niệm Phật và mỗi lần chương trình gặp gỡ nhau đều có đem giáo lý Đức Thầy để chúng ta trao đổi, để mà ôn cố. Thì hôm nay cũng không ngoại lệ, là tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị trở về đây đông đủ được doanh túc mãn đường như thế này, và góp phần cho đồng đạo mà 8 Dư Leo đó để hoàn thành được cái chữ hiếu xuất thế gian. Và cũng đồng thời đáp ơn Tổ Thầy, bởi vì Tổ Thầy đã hằng căn dặn cho chúng ta trong giáo lý là chớ chia rẽ, hãy đồng tâm lực khôi vọng vàng đến thức bốn phương, rồi chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thượng chọn đường quy nguyên. Cho nên chúng ta phải hợp tác lại và cố gắng để mà truyền bá giáo lý của Tổ Thầy. Thì sẵn nhân sự tùng sự hôm nay trong ngày chánh lễ kỷ niệm và đồng đạo đến được đông đủ, và đồng thời chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng cảnh tương giao, đồng tình tương tức, thương yêu lẫn nhau như con một cha, để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Chính cái gì lẽ đó mà hôm nay đồng đạo thực hiện qua cái điều kiện như trên. Rồi giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ sau. Và nãy giờ quý vị mình cũng lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của đồng đạo Quốc Dụng, và đến với tất cả chư quý vị qua cái nội dung đề tài là thân thế của Đức Quỳnh Giáo Chủ, và nói lên coi như là cái cuộc đời chuyên chiên của Đức Thầy và cái cuộc đời Thầy, và sau cuối cùng Đức Thầy ra đời khai đạo vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão. Thì giờ đây liên tục trong chương trình thì đồng đạo cho biết là có chương trình chia sẻ nghi vấn. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có tìm hiểu trong cuốn sắp thi, thì sẵn nhân sự tùng sự hôm nay tất cả chứ quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu, 4 câu,
hoặc giả là trong nội dung. Rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung phía trên mà bạn cũng có thể cái gì. Rồi quý vị mình ngồi lại lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng. Và trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót. Đó là sự khát vọng là mong mỏi chúng tôi cũng như quý vị hợp tác để làm cho Phật giáo chủng quy và Pháp Luân được thường chuyển, và làm cho giáo lý Đức Thầy được truyền bá khắp cả bằng nhân bá tánh. Đó là công hạnh của tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi hợp tác để mà cùng nhau đáp đền ơn Tam Bảo trong muôn một thôi. Thì giờ cũng đã trưa rồi, tiết kiệm trong thời gian nhất thốn quan âm, nhất thốn kim. Thời gian trôi qua là thời gian vàng bạc quý báu, cho nên chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu, gión gọn ít lời để gửi đến tất cả chư quý vị để bắt nhiệt cầu vào trong chương trình trao đổi giáo lý. Thì chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nên thế nghi chương trình trao đổi giáo lý. Và chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến toàn thể quý vị cũng như ban tổ chức và ban sứ ngôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý vị, vừa qua chú Tư đã có lời nói đầu để gặp gỡ với quý cô bác, lời thăm hỏi sức khỏe. Và giờ đây thì đến giờ trao đổi Phật Pháp, thì trân trọng kính mời cô Sáu là vị đồng đạo đầu tiên sẽ đến đây để rồi đặt câu hỏi trong giáo lý Đức Thầy để cho chú giải đáp hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Mời quý vị cổ vũ cho một chào vỗ tay ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tôi được đầy đủ nhân duyên để gặp anh Tư Phương. Thì trong giáo lý của thầy thì nói thật sự ra không thể hiểu hết được. Thì trong cái sự câu hai câu này nhờ anh Tư giải đáp dùm cho em, để trên em học và tu hành trên đức đường em đang tu và tiến tới đường đạo đức. Thì hai câu giảng này nói là: quan trường miệng nói gian rân, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhơ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa toàn thể quý cô bác, anh chị em kính mến, để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được đồng đạo nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, và trong đó hai câu, mà trong hai câu đó là quan trường miệng nói gian gân, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhơ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tai lấp mắt ngơ mới kỳ. Thưa chư quý vị, hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong quyển nhất, tức là quyển khuyên người đời tu niệm. Và cái quyển khuyên người đời tu niệm này đó là Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình, và có tất cả là 912 câu, mà đồng đạo lại trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong hai câu giảng đó là quan trường miệng nói gian gân, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhơ. Thưa cô bác và thưa chư quý vị, thì bây giờ chúng tôi xin đưa ra hai vế để mà trình bày cùng với quý vị mình nha. Và cái ý thứ nhất, quan trường tức là những người coi như là có được một cái điều kiện để làm quan và để làm việc. Thưa chư quý vị, mà những người làm quan làm việc đó là thiên mẫu chi dân, tất nhiên là đó, tất nhiên là cái người để mà lựa làm gương mẫu cho tất cả bao nhiêu người dân, phải không? Nhưng mà trong đó là bổn phận của người quan đó, tất nhiên là phải lo cho dân, và tất cả cái gì coi như là cũng phải đáp ứng cho cái sự nhu cầu của dân, mưu cầu chữ dân và hạnh phúc của người dân nha. Vậy thì bây giờ đó là trong khi đó là bổn phận của người quan là như vậy, cho nên tàu bè hữu dụng khi lục ngập, mà đạo nghĩa đó là cần thiết lúc ly loạn, mà kẻ hữu quyền đó đừng có ngó ngang lên lấy đó để mà trấn an dân chúng. Vì vậy cho nên nếu như mình có điều kiện được mà mình giúp đỡ cho dân, cũng giống như hồi xưa tất cả những cái quan mà thanh liêm, cô bác anh đang dùng đạo, ví dụ như là hồi thời kỳ của Nguyễn Trung Trực là lo cho dân, và Trương Công Định Thủ Hoa Quân và tất cả các vị đó lo cho dân, và dân mà khổ tiếc tất nhiên là trong cái đó các ngài khổ. Nhưng chỗ này lại khác, chỗ này lại khác, trong Đức Thầy lại bảo cho chúng ta là quan trường miệng nói gian rân, tất nhiên là ở trong cái quan, ở trong cái trường của quan đó thì miệng nói lành lắm, miệng nói tốt lắm, miệng nói hay lắm, lo cho dân coi như là cứu khổ cho dân. Nhưng mà nói bằng cái miệng mà không thực hiện được cái gì hết, các bác anh em dùng đạo,
đó là quan trường miệng nói dân dân, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhơ, tất nhiên là dính chặt là những cái tâm coi như là không thanh liêm, không trong sạch, rồi ăn hối lộ, rồi làm chuyện này chuyện kia, làm coi như là cặn bã cho dân chúng. Vậy thì bây giờ trong khi đó quý vị mình thấy cái chỗ đó là Đức Thầy đầy, Đức Thầy đầy cho những cái người mà trong khi đó có hữu quyền hữu chức mà lại làm những cái chuyện mà quen ố như vậy, tất nhiên là trong khi đó nó không đúng với cái đạo nghiệp. Thưa các bác anh em dừng đạo. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin đóng ngoặc kể lại cho quý vị mình nghe một cái chuyện gọn gọn vậy thôi nghe. Tất nhiên là một hôm nọ đó hen, là hai vợ chồng của ông này là quan có nó là thanh liêm lắm, lo cho dân dữ lắm. Vậy đó mà sao trong thời gian là những cái vụ sự kiện gì đó mà đem xử ổng đâu có ăn tiền hối lộ đâu, ổng là quan thanh liêm có tiếng mà, cho nên đút lót ổng không được, cho nên bây giờ mới đút lót cho cái bà vợ. Cho nên trong khi đút lót cho bà vợ, bây giờ trong bà vợ bà lại bà mới hỏi vậy chứ cái ông chồng của ông là cái tuổi gì đặng mà trong khi đó tôi làm quà biếu trong ngày Tết. Thì bây giờ bà vợ mới nói thiệt ông chồng tôi tuổi Tý. Thì bây giờ trong khi đó cái bà vợ, cái người mà trong khi đó muốn sự kiện để cho nó được tắc việc đó, mới về làm cái con chuột bằng vàng đặng mà tặng coi như là cho cái gia đình đó, mà tặng cho cái ông quan đó. Rồi trong khi đó bà vợ về mới thuật lại, mới kể lại cho coi như là ông chồng nghe. Nói bây giờ người ta coi như là muốn sự kiện gì đó, cái vụ việc của người ta cũng quan tình vậy đó, bây giờ trong khi đó là xử làm sao cho người ta tốt. Ông nghe vậy bắt đầu cái ông xử coi như là lật lọng lại cô bác anh em trong đạo, cho nên cái bà này được thắng kiện. Rồi sau trong thời gian đó là ổng mới thôi việc đi, tại vì quan trong khi đó là quan nhất thời, dân thì vạn đại, cho nên trong thời gian vậy đó thì bây giờ trong khi đó ổng không còn làm việc nữa. Cái bả trong khi đó ổng mới hỏi bả, nói cái lý do nào mà trong khi đó coi như là cái người này mà tặng con chuột bằng vàng vậy đó. Bả mới kể tự sự vậy đó, người ta muốn xử kiện đặng mà cho nó được việc. Trong khi đó ổng mới nói bây giờ lúc đó thì thanh liêm nghe, mà cấp này đó thì bây giờ cái tâm ổng khởi động rồi. Ổng nói bây giờ hồi lúc đó coi như là trong khi đó bà nấu tiêu tủ con trâu thì biết bao nhiêu nó ngon nha, mà nấu tiêu tủ con chuột, làm chuột bằng vàng nó nhỏ xíu, phải nấu tiêu tủ sủ là ngon rồi. Đặng người ta làm cái con á, làm cái con trâu bằng vàng bự vậy đó, đặng mà ta coi như là giúp cho tao, vậy là vợ chồng mình giàu rồi, thấy không? Vậy thì bây giờ quan trường miệng nói gian gân là tâm thanh liêm, tâm trong sạch, tâm gì cũng tốt hết, nhưng mà tới đừng đụng chuyện rồi đó, trong khi đó mới biết mình có thanh liêm hay không cô bác anh em chừng đợt, không? Thôi giờ giả đáp nghi vấn mà nói chuyện gọn gọn vậy thôi hen, đó là một ý. Bây giờ ý thứ hai, ý thứ hai là quan trường miệng nói gian ngân là độc đủ là quan dân trường nha, mà miệng nói gian ngân là mọi mọi người người thấy gương hạnh hiếu, gương hạnh thương, gương hạnh mà cái nghĩa khí đó là của ông quan dân trường đó, thì bây giờ ai coi như là cũng học đầu hết cô bác anh em dùng đạo. Kẻ nghĩa khí thiên kim vạn lượng mà lũ định thần sách sử nào khen. Cho nên ông quan dân trường đó hen, lúc đó coi như là ông ở bên Tào Tháo đó hen, là lên ngựa mà tặng vàng, mà xuống ngựa tặng bạc, 3 ngày tiểu yến mà 7 ngày nó là đại yến, coi như là trao hết, coi như là trong khi đó vàng bạc cái gì ông cũng không có cần thiết hết, mà cho đến coi như là hai người coi như là trong khi đó là nhị tẩu đó hen, là cũng giao khó cho ông luôn. Vậy đó bây giờ vàng cũng không ham thích nè, mà bạc cũng không ham thích nè, rồi cho đến coi như là hà nhị tẩu, tất nhiên là hà vợ của Lưu Bị và vợ coi như là của Quan Trương, mà cũng như là giao cho ổng luôn, mà ở trong một cái đêm phòng vậy đó suốt luôn cô bác anh em trong đạo, mà ổng cũng vẫn đốt đốt, mà trong khi đó để mà ổng đọc sách không có động chạm gì tới hết. Rồi bây giờ ai cũng nghe được cái mẫu chuyện như vậy đó, bắt chước nghe không? Bắt chước quan dân trường. Thì bây giờ qua câu này Đức Thầy nói quan trường miệng nói dân gân, ai cũng nói giống như quan dân trường vậy. Tôi không có nhiễm danh, cũng không nhiễm lợi, mà cũng không nhiễm tình, nhưng mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhơ, nói bằng cái miệng không à, nói tôi coi như là quan công không à, nói tôi không dính danh, không dính lợi, không dính tình gì hết, nhưng mà tới đụng chuyện rồi đó, lúc đó mình mới biết mình có quan dân trường hay không cô bác anh em chung đạo, không? Vì vậy cho nên á, là mẹ đấy con, tất nhiên ông thanh sĩ mới bảo cho chúng ta biết đó hen, là đến chừng khi gặp cuộc mới biết rằng nhận được hay không. Lúc bình thường ai cũng tiên ông, nào ai chịu cho mình gần vợ, không ai chịu cho mình vợ chân trỗi, nói mình là ngon không, nói mình là thanh liêm không, nói mình là trong sạch không, nhưng mà tới đụng chuyện lúc đó chúng ta mới biết mình coi như là được trong sạch hay không cô bác anh em chừng đạo. Vậy thì bây giờ từ đây trở về sau, những gương hạnh của quan dân trường
Bây giờ những gương hạnh tốt ổn như thế nào đó, nếu như chúng ta đọc qua những gương hạnh nghĩa khí ấy, thì bây giờ chúng ta phải làm, phải làm giống như ông Quan Văn Trường vậy, thì đó tất nhiên là nó mới đúng cái lời của Đức Thầy chỉ dạy. Còn bây giờ nếu như chúng ta chỉ miệng nói vậy không, tất nhiên là nghĩa khí của chúng ta như thế nào đó, mà tới chừng đụng chuyện rồi tất nhiên là chúng ta coi như là không giữ được. Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là đường xa mới gõ tài con ngựa ký hoặc giả là lòng sắt son, dám sánh nổi ngàn vàng khó mua chuộc. Những người đầy liêm sĩ là những người mà đầy liêm sĩ, tất nhiên vàng bạc tới đâu đi chăng nữa là cái nghĩa khí chúng ta vẫn giữ vững, không bao giờ thay đổi. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đó là, đó là lòng sắt son của chúng ta là tốt được như vậy, thì tất nhiên là chúng ta coi như là mới giữ được là tánh ngay thẳng, ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Tất nhiên dầu tan xương dầu nát thịt như thế nào lòng chúng ta cũng không thay đổi, dầu chết dầu sống dầu mất dầu còn dầu mòn dầu tiêu, dầu nhiều dầu ít gì thế nào, Phật giáo hòa hảo vẫn là Phật giáo hòa hảo, không thay đổi. Ai mua chuộc cả nào đi chăng nữa cũng là người Phật giáo hòa hảo, làm giống theo gương hạnh của Quan Văn Trường vậy đó. Tất nhiên không phải là miệng nói văn văn, còn nếu như miệng của chúng ta nói vậy đó mà chúng ta lòng của chúng ta không làm được thì không bao giờ được, cô bác anh ấy chừng đạo đó. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta tự mang một tấm áo vàng, mùa thiền đã thấm, ơn nhà lạc phai, sống sanh ra phận râu mài, một đời một đạo đến ngày trung thân và dứt đề tài này. Nam mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn chú Tư đã chia sẻ xong đề tài thứ nhất. Và để liên tục chương trình, kính mời chị Mai sẽ đến từ thứ 11 đến đây để đặt câu hỏi cho chú Tư trong ngày kỷ niệm hôm nay. Kính mời chị. Mời quý vị hoan nghênh cho một tràng vỗ tay ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa chú Tư và toàn thể chư quý vị có mặt hôm nay kính mến. Dạ em cháu cũng xin mà hỏi chú Tư hai câu trong giảng của Đức Thầy là: muốn tu còn đợi chiều mai, khi người ghen sớm thì xài lâu hư, mà thường thường da búa thì ghen sớm thì xài mau hư, mà tại sao Đức Thầy nói sẽ đây mà ghen sớm thì xài lâu hư? Nhờ chú Tư giải cho quý vị mình nghe chung, em cháu xin thành thật cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn chàng pháo tay vang dày, quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và tiếp theo cái tiêu đề thứ hai mà được đồng đạo Mai ở thứ 11 nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, trong đó hai câu. Và trong hai câu đó là: muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Thưa cô bác anh em chư đồng đạo, hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong quyển 3, tức là quyển sám giảng mà Đức Thầy đã viết ở tại tổ đình, và có tất cả là 612 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra đây hai câu cho chúng tôi bàn thôi, phải không? Vậy là hai câu đó là: muốn tu còn đợi chiều mai. Vậy thì bây giờ ở đây là tất cả đồng đạo, tất cả các chúng sanh là ai cũng vậy, nghe qua giáo lý Đức Thầy, nghe nói qua thiên cơ, nói qua cái cuộc đời vô thường, ai cũng sợ hết, muốn tu, nhưng mà nỗi trong khi đó còn đợi còn chờ. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta chẳng chịu tu mãi còn lục thục, không lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành. Cho nên muốn tu mà còn đợi chiều mai, thôi đợi mai đợi mốt. Trẻ bảo tu đó thì hẹn chờ có tuổi, mà già nói rằng đó, là chưa rỗi để tu, hết sưng rồi lại đến thu, cứ lần lựa mãi khi già quách quan thôi, cứ chần chờ hoài lần lửa mãi, muốn tu mà còn đợi chiều mai, không. Vì vậy cho nên sớm tu được là sớm kề sang báo, mà sớm tu là phiền não sớm tan, mau tu kẻo để muộn màng vô thường không đợi, mà thời gian không có chờ. Cho nên cái vô thường mình biết được ngày mai mình như thế nào mà còn đợi ngày mai. Nên câu này coi như là đồng đạo nêu lên hết sức là chi lý. Cho nên chúng ta cứ muốn tu hoài vậy đó cô bác anh em trong đạo, mà cứ lần lửa cứ chờ đợi, cho nên muốn tu còn đợi chiều mai. Nên Đức Thầy mới hối thúc cho chúng ta đó là: có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật để chờ ngày chung cuộc này. Mà chúng ta phải sớm lại cửa thiền, tất nhiên là phải lo tu mới được, phải không? Cho nên lo liệu liệu chịu tiếng trần có một hậu này lập lấy thân, nếu để trễ chạy e chẳng kịp, khuyên ai khuyên sớm các chiên cạnh,
không? Vậy thì bây giờ chúng ta phải lo cho nó mau mới được. Còn đức thầy chỗ khác cũng bảo cho chúng ta là mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này, còn có cái kỳ này để lập thân thôi, mà chúng ta cứ lần lửa. Vậy thì đồng đạo mới nêu lên câu này là muốn tu còn đợi chiều mai. Vậy thì bây giờ hỏi ai mà còn muốn tu mà còn đợi chiều mai? Thôi tháng này tu không được tới tháng tới, rồi năm nay tu không được bắt đầu cái chờ đợi qua năm tới, rồi coi như là tới năm tới rồi nó tu nó cũng không được. Cho nên trong khi đó cứ lần lửa mãi vậy đó cô bác anh em chị đồng đạo. Nhưng mà vô thường bệnh lão bất giữ nhân kỳ chiêu tồn tịch vong sát na vị thế, vô thường bệnh lão không đợi với người nào, mới sớm còn tấu mất là khoảnh khắc bước qua đời kháng. Cho nên cái thân con người nó rất là lẹ, giống như gió tạt ngọn đèn đá da nải lửa, sóng vỗ ngoài khơi bóng chiều đầu núi, chớp mắt rồi xong. Nên cho nên trong khi đó chúng ta coi như là phải lo cái con đường sanh tử của mình mới được, phải không? Ở trong thế giới càng khôn biết lo thân xác, biết cứ lo thân xác mà lo hồn ít ai, cứ lo những chuyện dông dài, nhưng mà con đường sanh tử không ai lo lường. Bệnh đau hấp hối trên giường mà không lo than thuốc mà con đường lợi danh, biết rằng không sống trường sanh mà không lại bỏ mà cái tánh tình tham lam. Cho nên bây giờ chúng ta phải quyết định muốn tu, tất nhiên là chúng ta phải tu liền chứ đừng có đợi chờ. Cô bác anh em đồng đạo, đó là qua câu đầu, muốn tu còn đợi chiều mai. Nhưng mà đồng đạo thắc mắc trong cái chỗ là khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn, rồi đồng đạo mới so sánh lại cái dao mà mài sớm chừng nào đó nghe là nó mau lục chừng ấy. Rồi tại sao chỗ này đức thầy lại bảo là chúng ta phải rèn sớm? Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, vậy thì bây giờ nếu mà so sánh lại cái dao đó hen, là chúng ta mà mài đó thì bây giờ trong khi đó mài mà chúng ta xài, mài mà xài nó mới lục. Mà nếu như cái dao mà chúng ta mài đi, vừa mài mà trong khi đó chúng ta vừa xài, mà vừa xài mà chúng ta vừa mài, mài rồi xài, xài rồi mài, quý vị mình thấy có lục không? Có lục không? Không bao giờ lục được, phải không? Vậy thì bây giờ là cái như là cái dao là cái cụ thể là như vậy. Thì bây giờ cái đối với cái người tu chúng ta cũng vậy, gom trí chúng ta coi như là phải mài, mài gom trí giống như mài dao. Vậy thì bây giờ mài gom trí cho tinh cho khiết, rồi bây giờ chúng ta mài, rồi bây giờ năm nay mài chẳng lẽ năm tới không mài, phải không? Rồi năm tới không mài, rồi bữa nay mài chẳng lẽ ngày mai không mài. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải mài thì bây giờ làm gì lục được, có bác anh em dùng đạo, phải không? Nhưng qua câu này đức thầy nói cho chúng ta biết người tu theo tín đồ Phật giáo hòa hảo theo lời của đức thầy chỉ dạy là khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn. Cô bác anh em dùng đạo, rèn sớm tất nhiên là trong khi đó chúng ta coi như là phải trao sữa, phải trao luyện và phải tu rèn cho nó nhanh, cho nó sớm, chứ đừng để cho nó chậm trễ. Cô bác anh em dùng đạo, vậy thì rèn đó là gì? Thôi nó mau đi, rèn là cúng lại, rèn là ăn chay, rèn là niệm Phật, rèn là giữ giới, rèn là nhẫn nhục. Khi người rèn sớm tất nhiên là cúng lại, là ăn chay, là nhẫn nhục, là niệm Phật, là rèn sớm. Vậy thì bây giờ có khi nào quý vị nói tu bữa nay tôi cúng mời tôi nghĩ cũng không? Vậy thì bây giờ cái phương thức mà chúng ta tu tập đó là chúng ta cứ tu mạng, tu cao cả, ráng tu đừng chán chớ, tu cho nên kể tháng kể năm trên đường tu phải chung thủy nhất tâm sống thác quyết tu tầm cho nên Phật. Có nghĩa là tu mãi hoài cả cuộc đời của mình. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta rèn sớm được là chúng ta tu tập ngay trong lúc bây giờ. Rồi bây giờ trong thời gian chúng ta tu tập cúng lại ăn chay niệm Phật làm lành bố thí nhẫn nhục, không? Giữ giới. Thì chúng ta cứ rèn mãi hoài như vậy thì làm sao lục? Phải không? Làm sao lục được? Tại vì mình rèn rồi bắt đầu cái mình bỏ nó mới lục. Thưa cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ chúng ta đừng để cho nó lục được, phải không? Trí huệ lu can chém lục nhầy, mà chúng ta rèn trí huệ được, thông minh được, sáng suốt rồi thì đức thầy nói là hơi gom trí huệ ma dương hải hùng, đúng không? Hơi gom trí huệ là ma dương hải hùng, là nó sợ mình hơn. Rồi chỗ khác đức thầy mới bảo cho chúng ta đó là ao sen báo tây phương đu nở chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quỷ kiếp thần khâm được tâm phát bồ đề vững chắc, giữ chừng cho ma dương dẫn dắt thường nhớ câu đại lực đại hùng thắng thất tình, giữ vẹn đạo chung trừ lục dục chớ cho ô nhiễm, rồi thập tam ma diệt bằng trí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thời. Vậy thì bây giờ chúng ta phải diệt thập tam ma bằng cái trí kiếm của mình, mà trí kiếm của mình chúng ta không để cho nó lục. Vậy thì bây giờ khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn, là trong khi đó chúng ta coi như là cứ việc tu tập, cứ việc tu tập càng ngày càng cao, trong khi đó càng ngày càng nhiều sao hư được. Cô bác anh em dân đạo, bây giờ tôi ví dụ nha,
ví dụ bây giờ người ta trồng một cây xoài hay là một cái cây gì cổ thụ đó lớn ra, hay là một cây bưởi gì đó, thì bây giờ trong khi đó người ta trồng sớm, thì trong khi đó đó là cái cây càng ngày tàn nhánh càng cao, phải không? Mà tàn nhánh càng cao, càng tàn nhánh càng nhiều chừng nào thì cái trái nó càng nhiều chừng đấy, chứ đâu phải là ít đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta tu càng lâu chừng nào là công đức của chúng ta nhiều càng nấy, cô bác anh em trong đạo, chứ không có gì lạ hết đó. Cho nên biết lo sớm là yên vững nhất, đến muộn rồi chạy chọt uổng công. Trong khi muốn lội qua xong những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi, vậy thì bây giờ chúng ta biết lo trước là yên trước, còn bằng không nữa tới bên rồi chúng ta coi như là làm sao tu kịp. Nên câu này Đức Thầy bảo chúng ta khuyên người rèn sớm là phải tu cho sớm, không chứ còn để kế một bên rồi chúng ta tu kịp không. Nếu để chờ sấm nổ gian thân e ba tánh ăn năn đạo muộn, hoặc giả là Đức Thầy bảo cho chúng ta đó là để nước đến chôn mới nhảy đùng, nhảy đùng á phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chững mới gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp. Bập bẹ nam mô cũng nhọc cầu, đúng không? Tới chừng đó bập bẹ nam mô cũng nhọc cầu, bệnh tật nỗi nào đâu lao khổ, nhân sanh cảnh nước tàu trẻ nhỏ rã rời, sao bố mẹ sao còn tranh đoạt mảnh mồi câu. Vậy thì bây giờ tới bên tu không kịp, ráng lo tu trước khi nước cuốn, ráng làm lành lúc chẳng tai ưng, đừng đợi khi gặp cảnh thê lương mới hối ngộ là không phương nào kịp. Tới bên làm sao tu cho kịp, phải không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn, cô bác anh em chị đồng đạo. Vậy thì bây giờ qua hai câu giảng này đó là Đức Thầy khuyên nhủ cho chúng ta hãy ráng tu mau, hãy ráng tu coi như là nhanh chóng, mà chúng ta phải giác ngộ coi như là nó sớm chừng nào thì nó tốt chừng nấy, chứ còn để kế bên rồi chúng ta có giác ngộ tu đến chừng đó tu không có kịp, cô bác anh em chị đồng đạo. Thôi thì qua hai câu giảng này và chúng tôi trình đây cũng xin tạm dừng và xin trả lại chính chủ ý kiến quý vị, nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. À, quý vị nào trực tiếp thì được ưu tiên nghe quý vị, còn nếu không có ai trực tiếp thì con sẽ đọc lên những câu hỏi trên giấy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên em cháu cũng xin gửi đến toàn thể các vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Và cũng xin hỏi hai câu lời vàng ngọc của Đức Thầy có viết như thế này, xin hỏi huynh viết hai câu giảng được với đề tài là thuyền chúng nó thẳng bờm chạy lướt, lọt ngoài khơi mới hết hò khoang. Nhờ huynh giải đáp là thuyền chúng nó là ai, mà như thế nào là để gọi là lọt ngoài khơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày với sự ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và tiếp theo có tiêu đề thứ ba mà được đồng đạo nêu lên trong hai câu giảng của Đức Thầy. Và trong hai câu giảng đó là thuyền chúng nó thẳng bờm chạy lướt, lọt ngoài khơi mới hết hò khoang. Tu mà ham cho được giàu sang với quyền tước là tu cho thế. Thưa chưa quý vị, hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong quyển tư, tức là cái quyển Giác Mê Tâm Kệ. Mà quyển Giác Mê Tâm Kệ này nó là Đức Thầy viết vào ngày 20 tháng 9 năm 1939. Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình và có tất cả là 846 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Rồi bây giờ đồng đạo mới đặt lên câu hỏi, vậy chứ thuyền chúng nó là cái chiếc thuyền chúng nó đó là ai mà thẳng bờm chạy lướt, rồi lọt ngoài khơi mới hết hò khoang. Tới chừng nào mới lọt ngoài khơi mà mới hết hò khoang? Giờ tới chừng lọt ngoài khơi rồi là hết bắt cái hò khoan, hết còn lên mặt rồi, cô bác anh em chị đồng đạo. Vậy thì bây giờ quý vị được biết là hai câu giảng này được đồng đạo nêu lên là trong đó có danh từ chúng nó, phải không? Cho nên bây giờ cái chữ đầu tiên chúng nó đó thì bây giờ quý vị được biết đó là ai rồi, cô bác anh em chị đồng đạo. Thôi giờ chúng quý vị mình coi như là nghe kỹ lại đi. Bây giờ Đức Thầy mới nói là sao quỷ dương đi đứng nửa lừng, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, làm đủ cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường, nó biết tên mình.
tin cùng không thì cũng mặc tình, chứ ta lắm công trình dạy dỗ. À, rồi Đức Thầy mới nhắc lại hồi xưa Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đó, hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẻ hoàng, mà cũng không rúng động đặng ngài nên cố quán phá đời mãi mãi, là tới thời kỳ này đây phá, phải không? Nên trong khi nó đúng cái thời kỳ nó xưa ác đạo ma dương đã thệ phá Phật kỳ mà thế cho tan, lời thệ kia nay đã đến màn đâu chúng cũng tràn lan thay đổi, ngăn ngại kẻ đạo màu gõ lối, cản trở người tâm tối chưa thông. Những người nào mà tâm tối không thông, cản trở nó không cho tu, cái dạng này là chúng nó nè. Nên bây giờ đọc lại một đoạn trước là đồng đạo sẽ thấy được Đức Thầy cho chúng ta biết đạo quỷ dương nó đó. Đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, huyên dương trần sớm tránh mới màu, để ngày sau đến việc thảm sầu ráng nghe kỹ lời ta mất trước. Mới tới hai câu này phải không? Mới thiền chúng nó thẳng bồm chảy nước lọt ngoài khơi mới hết hoàn quan đó. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nhắc lại đó là cái đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh. Nó chi nhánh cái đạo quỷ dương tất nhiên là nó chi nhánh là không phải đem cái đạo từ ở đâu xuống đây, mà nó chi nhánh từ trong cái gốc của đạo Phật giáo Hòa Hảo á. Nó mọc nhánh ra nên gọi là chi nhánh, phải không? Nhưng mà quý vị mình được biết đó hen, cái cây nào mà nó bò thẳng đọt luôn hen, là cây đó nó phượt đọt là tốt, người ta ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nhưng mà cái cây trong khi nó bắt đầu đó mọc nhánh ra đó hen, quý vị mình biết đó hen, người ta kêu bằng nhánh gì? Nhánh ác, nhánh ác. Cho nên đạo Phật giáo Hòa Hảo mà ai mọc nhánh ra đó hen, coi chừng nhánh ác không đó, nhánh ác không đó. Không, quý vị mình thận trọng kỹ lưỡng cái chỗ này. Nên Đức Thầy mới nói câu này là đạo quỷ dương là rất nhiều chi nhánh, là nó mọc nhánh ra. Một nhánh ra nó tu là Phật giáo Hòa Hảo không hả? Mà những tay to mặt bự không hả? Nó mọc ra trong khi đó nó tu Phật giáo Hòa Hảo mà không làm đúng theo con đường của Phật giáo Hòa Hảo theo tổ thầy chỉ dạy, mà nó lái cái con thuyền đi chỗ khác. Cô bác anh em trong đạo, đó là đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh. Nên Đức Thầy mới kêu chúng ta huyên dương trần sớm tránh mới màu, tránh ngang còn không tránh là nguy hiểm đó cô bác anh em trong đạo, chứ không phải là đơn giản đâu đó. Huyên dương trần sớm tránh mới màu, để ngày sau đến việc thảm sầu gắng nghe kỹ lời ta mất trước, để ngày kia đến việc thảm sầu đó là sao? Ai ham linh theo nó tập tành, xa cảm bẫy khó mong sống sót, đúng không? Xa cảm bẫy rồi khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chuốc ngót mà làm cho dân chúng say mê, nẻo chánh tà biện lẫn nhiều bề, cho bá tánh tìm nơi cội gốc. Lựa châu phải kèo xưa danh mộc, đừng để làm thợ khéo sơn gia ngang. Bây giờ thợ khéo sơn gia nhiều lắm nghe quý vị. Thợ khéo sơn gia là bao nhiêu cái lỗi cây cầm thôi, cây chầm vàng thôi, mà nó sơn qua một nước coi như là BU rồi, nó gõ. Không, gõ thiệt không hà mình làm. Cho nên bề ngoài nó câu tốt vậy đó, mà bên trong nó toàn là ba cái cây thứ dở không nó mới sơn. Còn cây thiệt nó đâu có sơn chi. Đồng đạo của chúng ta, cái người tu thiệt rồi đó hen, là bình dân lắm, không có làm màu mè. Còn đồng đạo mà không thiệt rồi nó làm màu mè dữ lắm luôn cô bác anh em trong đạo. Nên thận trọng cái chỗ này nghe chị Tư và tất cả đồng đạo đó. Vì vậy cho nên nó là qua câu này đạo mà đồng đạo mới nêu lên thuyền chúng nó thẳng bồm chạy nước. Vậy là chúng nó đó là ai? Rồi đồng đạo trong khi đó mới đưa lên câu hỏi này, chúng nó là ai vậy hả? Thôi giờ nói mau để Đức Thầy nấu chỗ này, Đức về Thầy giải chỗ khác. Chúng nó là vì đời nay chúng nó đó đó, vì đời nay chúng nó dụng tiền, ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa nó đó, nghe không? Cái người mà dụng chữ nhân chữ nghĩa là cái người đồng đạo của chúng ta lo cho đạo không hả? Còn nó hở ra cái tiền tới chừng mà ngủ mà ngáy cũng nghe tiền. Vợ nào cũng tiền hết trơn, đâu có tiền nó mới làm được, mới làm việc khác nó không đó. Cho nên á là trong đó thiền chúng nó mới thẳng bồm chạy lướt, là nó có cái quyền lực, nghe không? Và nó có đủ điều kiện bất giờ, trong khi đó là nó thẳng bồm rồi, tất nhiên là no gió rồi, có điều kiện rồi, bây giờ nó chạy lướt. Nhưng mà nó chạy trong thời gian hà mà lọt ngoài khơi mới hết hò phan, tới chừng lọt ngoài khơi rồi, trong khi đó là bây giờ là bão tố chập trùng, tới chừng đó không có ai cứu mình được, nghe đồng đạo, nghe không? Rồi bây giờ Đức Thầy mới chỉ thẳng luôn, sẵn đó Đức Thầy mới giải thích luôn, nó đó đó, nó là ai? Vì đời nay chúng nó dụng tiền là nó, rồi Đức Thầy mới nói tu nó đó. Nên nó kỹ gà lưỡi kỹ đi, tu mà ham cho được giàu sang với quyền tước
là tu do thế nó không đó. Nó không đó. Hiện chúng nói thẳng bường trên nước là hỏi quý vị mình ai tu mà mong giàu không? Mình muốn giàu là giàu cõi cực lạc, cõi trần của cái ti hao, nhưng mà cực lạc càng giàu phước thêm phải không? Nhưng mà tu muốn làm giàu, muốn gom về mình không? Còn người tu thiệt là tiết thu, không gom vô, lấy gì giàu? Còn mình tu không thiệt, bắt đầu cứ gom vô không hả? Đang cho nó giàu, mà tu mà còn ham chưa được giàu sang. Còn giới quyền tước mà tu vô thế, tất nhiên là tu mà còn ham quyền tước, còn ham chức vụ, chức này chức kia đó hen, là ông này không có tu thiệt rồi. Thái tử Siddhartha làm vua hồi xưa mà còn phải bỏ cung vàng điện ngọc quách thành thái tử phải không? Không ham làm, như vậy mới thành Phật được cô bác anh em dùng đạo. Còn mình bây giờ mà còn ham vậy làm sao mà thành Phật thành tiên vậy không? Vậy thì bây giờ qua hai câu này là hết sức là chỉ lý cô bác anh em chứ đồng đạo, là cái đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, nó chi nhánh ra bắt đầu nó ban cho chức này ban cho chức kia, bắt đầu mình ham, mà tới chừng mình ham nó là lọt bẫy rồi, mà lọt bẫy tức chiên xa cạm bẫy rồi, mà xa cạm bẫy khó mong sống sót được cô bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới nhắc nhở cho chúng ta ra đi dặn lại ít lời cho trong bổn đạo dạy thời đã nghe, dầu ai tài phép bài khoe ham linh ham nghiệm là sợ em ăn nghèo. Cho nên bây giờ Đức Thầy mới dặn kỹ, dặn kỹ cho chúng ta coi như là phải, coi như là làm đúng theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Mà Đức Thầy dặn kỹ đó là bây giờ kẻ sở người tề, hiền lương đến hậu là cũng tề với nhau, tất nhiên chúng ta ráng cố gắng làm hiền lương đi. Vậy thì bây giờ bất luận người nào không dùng của thế, sắc màu cũng không, nấu cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh giang, phải không? Đó là chân chánh. Vậy thì muốn chi ai chánh ai tà, xét xem đạo đức với là hành vi, nói làm hai lẽ nếu y, đó là chân chánh có gì là đâu. Lại thêm phú quý không cầu, quay quyền không bợ, công hầu không binh, lại không ai khen chẳng tỏ vẻ mừng, dầu ai có giận chưa từng giận ai, cũng không khoe sắc khoe tài. Những người như vậy đó mới gọi là chánh chân. Vậy thì bây giờ ở đây là vạch mặt được rõ ràng, coi như là thuyền chúng mó nó là ai đâu, phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là tu theo giáo lý Đức Thầy, thì Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta nó là không làm thì ác mang eo, còn làm xong vượt khởi qua đèo trong gai dứt đề tài. Nam mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo thì trên tay con có một cái đề tài, con xin đọc lên của một vị vấn chủ đã gửi đến để cho chú Tư giải đáp trong cái ngày kỷ niệm hôm nay. Thì bốn câu này chắc con nghĩ là hai vế. Thì hai câu đầu tiên á là vấn chủ cho biết là lao sao bể bắt non tầng, quân phiên tham báo xa gần cũng qua. Và hai câu tiếp theo là mai sao nhiều cuộc đắc cài, đua nhau mà chạy lầu đài xa. Thì đây là bốn câu, nó sẽ là hai nội dung. Thì kính mời chú Tư sẽ nương theo đây để trình bày cho tất cả đồng đạo chúng ta nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn cảm thấu ta gian dày của vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp. Và cái tiếp theo, cái tiêu đề thứ tư mà được đồng đạo nêu lên trong giáo lý Đức Thầy mà viết trong đây đó, thì nguyên một cái đoạn văn, nhưng mà trong khi đó là nó có hai mệnh mà cũng nằm trong quyển ba hết. Thưa cô bác anh em trường đạo, chứ nó không phải liên tục. Bốn câu này nó không có phải dính liền với nhau, không có liên tục, nhưng mà nó cũng nằm trong quyển ba. Mai sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, cũng nằm trong quyển ba. Thì đầu bây giờ đến cái chỗ câu là lao sao bể bắt non tầng, quân khuyên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi, cũng nằm trong quyển ba. Cũng trong quyển ba nhưng mà hai đoạn chứ không phải dính liền. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong hai câu đầu trong hai câu đầu đó là lao sao bể bắt non tầng, quân khuyên tham báo xa gần cũng qua. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, thì cái quyển ba đó hồi nãy chúng tôi có xuất xứ, nhưng mà xin lặp lại đó, thì quyển ba Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình có 612 câu, mà đồng đạo đây trích ra bốn câu cũng nằm trong quyển ba, thấy không? Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nói trước câu đó, đó là niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính là tò chương cũng gần, mới lao sao bể bắt non tầng, quân khuyên tham báo xa gần cũng qua. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ qua hai câu này đó, thì Đức Thầy cho biết đó, là cái kỳ mà để tam thế chiếm sạch tật. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ nấu cho mau đi lao sao bể bắt, tất nhiên là biển bắt, mà biển bắt đó tất nhiên là chỉ cho biển đông, thấy không?
mà Đức Thầy cho biết là nói với coi như là hai cái ông khách mà tại ở trên Sài Gòn đường Lê Phao đó, nhưng mà ông giáo Khương ông bước ra mà ông dâng nước đó, cho như Đức Thầy cùng với hai ông khách. Hai ông khách mới hỏi vậy chứ bây giờ ông Tư đó nói đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, tôi thấy xảy ra coi như là trong khi đó là rất là chính xác. Nhưng bây giờ tôi hỏi ông Tư, vậy chứ bây giờ đệ tam thế chiến có không, mà chừng nào mới có? Đức Thầy mới ôn tồn trả lời hai ông khách mà ông giáo Khương á, ông đứng đó mà ông nghe, ông kể lại. Cô bác anh em chị đồng đạo, Đức Thầy mới nói cho biết đệ tam thế chiến nhất định sẽ có, nhưng mà còn tùy thuộc vào cái tâm địa của chúng sanh. Nếu như chúng sanh được thiền từ, được thiền hòa, được tu niệm thì nó sẽ kéo giãn thời gian dài ra. Còn nếu như chúng sanh mà tàn ác, hung ác, mà trong khi đó càng ngày càng coi như là mà coi như là nghịch thiên bổ địa thì nó càng gần hơn nữa. Cô bác anh em dừng đạo. Rồi trong khi đó Đức Thầy mới nói tiếp á, là tôi nói cho ông biết á, là đệ tam thế chiến nhất định là phải có thôi. Rồi trong khi đó hai ông khách hỏi vậy chứ chừng nào mới có? Đức Thầy mới trả lời, Đức Thầy nói chừng nào mà Trung Đông giấy loạn, khởi Trung Đông, rồi trong khi mà Trung Đông lắng dịu nó sẽ chuyển qua Biển Đông, mà tới chừng Biển Đông dậy sóng rồi đó là đệ tam thế chiến khởi. Cô bác anh em trường đạo, thì quý vị được biết rồi là Trung Đông hay không, giữa coi như là Nga với Ukraine giờ là bây giờ tất cả các nước Trung Đông bây giờ nó giấy loạn rồi, nhưng mà Biển Đông chưa tới. Mà câu này Đức Thầy nó lao sao bể Bắc, tất nhiên là Biển Đông. Non Tần tất nhiên là cái non biên ở trên là nước biên. Vậy thì bây giờ trong khi đó Đức Thầy tiên tri cho chúng ta biết chừng nào đệ tam thế chiến giấy khởi là trong cái đó Biển Đông giấy loạn và mương nó khởi. Cô bác anh em dùng đạo, đây là qua câu giảng Đức Thầy nói nghe. Cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ coi như là Đức Thầy có nói không? Có. Đức Thầy mới nói Tần Ban Hậu Hận Tiên Diêu Động, Nam Quốc Lương Dân Kiến Linh Sa. Tần Ban là nước Miên, Hậu Hận tất nhiên là tiền cừu hậu hận. Tiền cừu tất nhiên là trong lúc đó là những cái đất mà chúng ta coi như là đang ở đây đó, coi như là từ Phan Thiết, Phan Rí, Phan Rang vô Sài Gòn gọi là Sài Côn đó, còn Vũng Tàu gọi là Ba Thác đó, còn cái mà trên vùng bảy núi mình gọi là đất Tầm Thông Long đó, hen là toàn là coi như là đất Miên không. Không. Cho nên chắc là đâu mà cần dân Đông Bà Hơi này kêu rồi đó, hen là những danh từ đó thuộc về là Miên không. Không. Tiền cừu hậu hận, tất nhiên sau này tất nhiên là Tần Ban Hậu Hận Tiên Diêu Động, mới Nam Quốc Lương Dân Kiến Linh Xa, Phồn Qua Đô Hậu Lưu Văn Quyết Dư Đảng Dọc Ngang Cấp Ma Ha. Không. Thưa cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nói qua câu này, lao sao bể bắt non tần, quân khuyên tham báo xa gần cũng qua, rồi mới tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Nè, bây giờ đến cái lúc đó là thay phơi rồi đó. Là trong lúc đó Đức Thầy đã nhắc cho chúng ta biết trước rồi, chứ đâu phải không có đâu. Đức Thầy mới nói lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắc phàm gặp gồng mây hãy ráng nghe lời, ta mất trước không dình đạo đức phải phơi thay, hay là gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn, ngày nay đạo đức chẳng mạng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cây sầu, đúng không? Vậy thì bây giờ qua hai câu vậy đi nghe, rồi đến hai cái câu sau đó đồng đạo mới hỏi vậy chứ. Hai câu sau, mai sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Vậy thì bây giờ trong lúc đó Đức Thầy mà coi như là ở tại tổ đình, thì lúc đầu năm Canh Thịnh năm 1940 đó là có ông thầy Ba Thịnh. Ông lại hỏi Đức Thầy, nói dạ thưa thầy, Đức Thầy nói lao mai sau nhiều cuộc đất cài, mà đất cài đó là gì thầy? Cái Đức Thầy mới hỏi ngược trở lại, ông có học nho không vậy hả? Ông thầy Ba Thịnh mới dạ thưa thầy, nho thì con biết. Vậy thì ông biết bây giờ coi như là đất cài mà cái chữ đất á, là cái chữ nho là cái chữ gì? Ông nói cái chữ đất, cái chữ nho là cái chữ địa, là cái chữ thổ. Đức Thầy nói đúng rồi đó, thổ đó, thổ đó. Cho nên bây giờ đất đó là thổ, mà cài là sốc lên, dậy lên đúng phải không ông? Vậy thì bây giờ đất cài là thổ dậy đó, cho ông biết. Đất cài là thổ dậy đó.
thì mai sau nhiều cuộc đất cày là có một cuộc rồi phải không? Một cuộc hồi nào? Năm 1979 đúng không? Năm 1979 là từ cái ngày 26 đến cái ngày 30 thôi, là tại chỗ của Ba Chúc quý vị mình có đi tham quan không? Có đi tham quan không? Tại chỗ Ba Chúc 3117 cái thi hài ở tại Ba Chúc, mà có nghĩa là có từ ngày 26 đến cái ngày 30 thôi, trong khi đó có 4 ngày. Mà trong khi đó thổ dậy ha, trong đó coi như là mấy ngàn thi hài bây giờ còn ở tại Ba Chúc, cô bác anh em trong đạo phải không? Và có nói chủ trương đó là tam sạch, là đốt sạch, là giết sạch, là phá sạch tiêu ha. Thưa cô bác anh em trong đạo, vậy thì bây giờ mai sau nhiều cuộc đất cày, tất nhiên là có một cuộc rồi, mà đua nhau mà chạy đó, lầu đài cũng xa. Quý vị mình được biết nguyên cái xứ coi như là Ba Chúc thôi ha, thị trấn Ba Chúc bỏ chạy hết, cô bác anh em trong đạo, nhà cửa gì cứ như là cũng phải bỏ chạy, nó đốt sạch hết, mà không bỏ chạy sao được phải không? Chạy hết trơn đó, tất nhiên là đua nhau mà chạy, lầu đài cũng xa. Vậy thì bây giờ mai sau nhiều cuộc đức thầy, đức cài là đức thầy có nói rồi là thổ dậy, mà khi thổ dậy thì bây giờ chúng ta phải bỏ hết. Vậy thì bây giờ đến chừng sau bỏ đó, đức thầy mới nói nè, đức thầy nói thương nhà tiếc của, biết hầu nào ngôi không. Còn ông ba ông nói là ôm cái cột tuột đứng tuột ngồi, tốt ơi là tốt, nhớ lời thật ghi. Lúc đó bắt đầu mình thương nhà tiếc của phải không, kiên cố của tiền thiên đạo lý mà cấp hồi ái chức cho kinh thông, cho nên chúng ta thương tiếc của nhà. Cho nên bây giờ quý vị mình thấy coi như là Trung Đông bển bây giờ coi như là nó chạy ha, là coi như là bỏ của lấy người, tất nhiên là đua nhau mà chạy, mà thì lâu đài cũng xa, tất nhiên là bây giờ phải bỏ hết chứ đâu còn. Thưa cô bác anh em dùng đạo, vậy thì mai sau nhiều cuộc đất cài mà đua nhau mà chạy, lầu đài cũng xa, mới lập rồi cái hậu long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, rồi gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương ba tánh chín chiều lục đạo. Vậy thì bây giờ coi như là sau này cái cuộc chiến tranh thế giới, cô bác anh em dùng đạo, rất nguy hiểm lắm, chúng ta coi như là ráng tu để mà sau này đức thầy mới độ trì cho chúng ta được, phải không? Cho nên đức thầy nói là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, mà kẻ gian ác đến sau tiêu diệt thôi. Thì qua bốn câu này chúng tôi trình bày đến đây xin tạm dừng và xin trả lại những chủ ý kiến quý vị, nếu có điều chi bằng thêm thì bằng, không có xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo kính mời Quynh Tý sẽ đến diễn đàn để dạ thôi không mấy giờ mình đề tài nó đi ha. Dạ mời Quynh Tý đến diễn đàn hỏi thêm một đệ đi, rồi sau đó mình sẽ cơm tết. Dạ cơm tạm diễn bằng kính chào vỗ tay. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân cái buổi hiệp mặt chỗ nhà của hôm nay có nhân viên gặp gỡ được chú Tư, thì cái nhân viên hội ngộ này có thắc mắc ở trong cái bài gọi là Thiên Lý Ca của đức thầy, mà đức thầy có chỗ là đức thầy cho biết đó là sợ e nhiễm trượt đọ xa, sợ cho lắm kẻ trang hòa lị tu, rồi sợ nhiều kẻ dạ buồn đổi chí, quên những câu chánh kỹ quá nhơn, mãn lo tìm kiếm thước quần thất kỳ vọng tưởng đến chân đường lành. Thì ở đây nếu như có đủ thời gian thì chú Tư cũng lượt giải qua cho em cháu được hiểu thêm. Vì cái đoạn này nó dính liền với nhau, mà nếu như người tách ra thì sợ đôi khi nó không được hết cái ý nghĩa, vì mong quý vị cũng thông cảm. Giờ đây xin kính mời chú Tư. Quý vị mình cũng thông cảm và quan hỷ cho đây nghe. Thì ban tổ chức cho biết thì nó cũng đến gần giờ chính cúng rồi, nhưng mà lâu lâu mới có một kỳ, năm thở mười thì mới có một khi, 360 ngày vậy đó, thì đồng đạo là 8 giờ lên mới tổ chức được một lần, và đồng đạo đến được đông đủ như vậy đây thì thôi giờ mình tiết kiệm trong thời gian, quý vị mình nán lại trong thời gian khoảng cỡ chừng 10 phút 15 phút nữa thôi, chúng ta đến giờ chính cúng. Thì tiếp theo đồng đạo Tý mới nêu lên trong đó 6 câu trong bài Thiên Lý Ca, mà bài Thiên Lý Ca này đó là chúng tôi được biết đó là đức thầy viết vào đó tháng 7 năm 1939, đức thầy viết ở tại tổ đình
và có tất cả là 312 câu, mà đồng đạo trích ra trong đây 4 câu cho chúng tôi bạn, thấy không? Đồng đạo mới nêu lên trong đó 4 câu đó là sợ e, nhiễm trượt đỏ xa, sợ cho lắm kẻ trang hòa lị tuôn, sợ nhiều kẻ giả buồn đảo chí, quên những câu chánh kỹ quá dân, mãn lo tìm kiếm tước quần thất kỳ, vọng tưởng lánh chân đường lành. Vậy thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua 4 câu giảng nêu lên để mà chúng ta lấy đó làm phương châm tấn ích trên con đường tu học của mình. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ vô câu đầu là sợ e. Đức thầy quý vị mình được biết là một vị cứu tinh cho nhân loại, không sợ pháp, không sợ nhật, không sợ một cái cường hào ác bá nào hết. Nhưng mà tại sao Đức thầy lại nói trong đoạn này sợ? Mà sợ trong đó có như là sợ cái như là có ba cái vấn đề này không? Mà sợ ba vấn đề này còn có chỗ khác, còn sợ chỗ này nó nói không biết mít lòng quý vị không? Còn sợ gì quý vị biết không? Ngán thai bổn đạo đàn bà. Không, sợ. Sợ đàn bà nữa. Ngán thai bổn đạo đàn bà. Mà chỗ này Đức thầy nó sợ e nhiễm trượt đọa xa. Là Đức thầy sợ, sợ cho tất cả các chúng sanh nhiễm trượt mà đỏ xa. Vậy là cái gì mà trượt cô bác anh em chung đạo? Thôi lỡ nấu luôn đi, phải không? Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt. Sợ cái chỗ này nè. Nhiễm trượt tất nhiên là chúng ta có tiền có của mà không lo bố thí, không lo giúp đời, mà cứ gom vô, mà cứ ôm của. Cho nên sợ e nhiễm trượt đỏ xa, mà trong khi đó những người có tiền có của mà không chịu bố thí. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt. Giàu mà trong khi đó không chịu bố thí mà lại coi như là của gương thế, góp tôm bảo thủ, gom vô không thấy của người thèm khô nước miếng. Không? Thấy của người thèm khô nước miếng, nhưng là trong khi nó thèm lem lẻm vậy cô bác anh em nhân đạo, là của gương thế góp tôm bảo thủ, sợ dân phi trộm cướp nghìn mò. Không? Cho nên bây giờ coi như là sợ e nhiễm trượt đọa xa. Vậy thì bây giờ Đức thầy mới bảo cho chúng ta đó là sớm chiều phủ sạch lợi danh, tầm nơi chánh giác, cẩu thanh nặng về, là bảo chúng ta hãy tìm cái cõi thanh, chứ đừng coi như là tìm cái cõi trượt nữa. Vậy thì bây giờ cái trượt đó là dơ, cái trượt đó là không trong sạch, chứ không có gì lạ trên trời. Vậy thì bây giờ chúng ta nếu như mà nhiễm trượt, tất nhiên là những cái gì mà Đức Thầy nói trên thế gian này không trong sạch đó, dơ đó, thì thôi bây giờ chúng ta nên bỏ. Cô bác anh em dừng đạo. Rồi, bây giờ qua câu thứ hai. Sợ e nhiễm trượt đỏ xa, sợ cho lắm kẻ trang hòa lý tuôn. Mà trang hòa lý tuôn đó là sao? Khóc, chứ không có gì lạ trơn á. Mà cái gì con người chúng ta phải khóc? Đây tất nhiên là không tu. Đức thầy bảo chúng ta cúng lại, ăn chay, niệm Phật, làm lành, bố thí, mà không chịu làm theo. Không chịu làm theo rồi đó. Mà chán quá là lý tuôn chứ có gì đâu, phải không? Nên Đức thầy mới nói cho chúng ta biết để gặp Phật. Sao nữa? Ngồi mà than khóc. Ngồi mà than khóc gỡ làm sao? Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề bởi ác này. Đó là sợ cho lắm kẻ chán hoài lý tuôn. Là chúng ta gặp thầy gặp Phật rồi, mà trong khi đó là không có tu. Rồi bây giờ chỉ có tổng thống sao cho mình. Đây là sợ cho lắm kẻ trang hoài lý tuôn. Bây giờ cái đó là bốn câu sau đó là sợ của chị, sợ nhiều kẻ giả buồn đổi chí, tất nhiên không chung thủy với đạo. Mà trong thời gian chúng ta tu gặp hoàn cảnh buồn mà đổi chỉ hướng, mà cái nào làm cho chúng ta buồn? Tu trong thời gian thiếu nợ buồn, tu trong thời gian bị người ta giật hụi buồn, tu trong thời gian bị đau bệnh buồn, tu trong thời gian đi đám làm tình đi đám dỗ bị người ta nói xấu buồn, tu trong thời gian bị vợ bỏ buồn, mà không biết có chung nhanh không biết. Mà giờ còn ngồi đây tới đâu đổi chí đâu, phải không? Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, vậy thì bây giờ những cái buồn đó là đấu trí
mà Đức Thầy mới bảo cho chúng ta sợ nhiều kẻ giả buồn. Đổi chí, bây giờ buồn giờ buồn đừng đổi chí. Bây giờ là nếu như chúng ta có buồn đó hen, thì mẹ đấy con việc buồn đưa tới lấy giảng kinh làm lấu dậy buồn và trì tâm tưởng niệm Phật luôn, buồn sẽ khỏi khổ xuống đường quay. Cho nên buồn buồn hơi niệm Phật đi ha. Thưa cô bác anh em chừng đạo, vậy thì người tu chúng ta gặp phải hoàn cảnh buồn, đau bệnh, hoàn cảnh hoạn nạn, hoàn cảnh con quậy, hoàn cảnh giật hội, dần dần những cái buồn đó bây giờ chúng ta cũng nên đừng có mà giận hờn, cũng đừng có buồn mà bỏ đạo cô bác anh em chừng đạo. Mà được như vậy là không bỏ đạo rồi, bây giờ Đức Thầy bảo chúng ta làm sao? Đấu chí rồi. Bây giờ Đức Thầy bảo chúng ta phải nuôi chí, đúng không đồng đạo tí? Phải nuôi chí. Mà muốn nuôi chí đó là sao? Đức Thầy mới bảo khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, nghe không? Khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, đang chờ ngày ý kiến Phật trời là phải nuôi chí hướng của mình, phải nuôi chí hướng của mình hoài. Cô bác anh em đồng đạo, đó là chúng ta nuôi chí. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta đó là ai muốn gần Bệ Ngọc Cát Lân thì sao nữa? Thì phải ráng lập thân nuôi chí, đúng không? Phải ráng lập thân nuôi chí. Vậy thì bây giờ chúng ta phải nuôi chí, mà nuôi chí hướng tất nhiên là khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, đặng chờ ngài ý kiến Phật trời là nuôi chí hướng. Mà đã nuôi chí hướng rồi đó hen, thì giàu sống giàu chết, giàu mất giàu còn, giàu mòn giàu tiêu, nhiều nghèo khổ sở cách nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng vẫn nuôi chí hướng. Rồi bây giờ người ta nói xấu mình cách mấy đi chăng nữa, nó hơn nó thua, nó cao nó thấp, nó mặn nó lạc, nó đắng nó cay, nó xiên nó sở, nói cỡ nào nói, dù ai nó ngửa nó nghiêng, phần ta vẫn giữ như kiền ba chừng, đúng không? Không bao giờ là sao lãng chị ơn. Đó là qua câu này, tất nhiên là sợ nhiều kẻ dạ buồn đậu chí. Cho nên biết bao nhiêu người rồi, bây giờ người ta cũng đậu chí nhiều rồi, không tu trong thời gian không thấy gì chân trời, rồi gặp hoàn cảnh coi như là khó khổ vậy, bắt đầu cái bỏ cuộc đậu chí. Cho nên bây giờ chúng ta phải giữ chí hướng của chúng ta là tu mãi tu hoài, coi như là tu siết học mè, tu đè học bắp, tu dập vô minh, tu sinh tịnh độ, tu trổ niết bàn, tu sang cực lạc thôi. Tu chừng nào mà giờ Phật không vỗ tay vô đi, không chứ bây giờ không đổi chí hướng nữa. Đó là sợ nhiều kẻ dạ buồn đổi chí, quên những câu chánh kỹ quá nhân. Tất nhiên là Đức Thầy bảo cho chúng ta là phải cố gắng chánh kỹ, tất nhiên là phải mình làm cho mình được trong sạch. Chánh kỹ dĩ giáo nhân giả thuận, mà thích kỹ dĩ giáo nhân giả nghịch, là mình chánh rồi mình nói người ta mới nghe, còn mình không chánh rồi đó hen là mình nói người ta có nghe. Cho nên Đức Thầy bảo cho chúng ta phải chánh kỹ quá nhân. Mà mình đã chánh kỹ rồi thì trong khi đó là mình mới nói người ta coi như là theo phần lần đó mình mới được, phải không? Đó tất nhiên là Đức Thầy mới bảo cho chúng ta coi như là mình phải thể hiện, mình làm gương mẫu, không? Cho nên mình tiến tới cho người cùng tiến tới, mình thành công cho kẻ khác noi gương, mình dậm chân hành đạo mãi lương khương mình gian dở, thì người trong giàu nản chí sao? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải làm gương mẫu. Mà làm gương mẫu tất nhiên là chúng ta phải chánh kỹ qua nhân, rồi mãn lo tìm kiếm thất quần. Hằng ngày chúng ta coi như là không chịu lo tu, không chịu hành đạo, không chịu theo lời Đức Thầy chỉ dạy, mà nghe chỗ này có danh, chỗ kia có tiếng, bắt đầu trong khi đó chúng ta chạy theo, mà mãn lo tìm kiếm thất quần vậy thôi. Giống như câu hồi nãy quan trường miệng nấu dân anh vậy đó, không? Mãn lo tìm kiếm thất quần, miễn sao có chức lớn chức nhỏ vậy, có chức được hả? Không, nhưng mà chức nào vậy cũng vậy, quan nhất thời mà dân vạn đại. Bây giờ tôi nói cùng với quý vị, không có chức nào mà bền bằng cái chức giáo vậy. Mà chức giáo đó gì là giáo chức, mà giáo chức là dứt cháo, là ăn cháo đó. Ăn cháo đi đó, mình từng mình đi bữa nào cũng đi vậy đó, mình làm từng mình đi ăn cháo vậy là cái chức này nó bền. Không có chức nào bằng cái chức này, phải không nhanh? Chức này bền nó thấy đó. Vì vậy cho nên mãn lo tìm kiếm thức hoàng thất kỳ vọng tưởng, là hết trong thời kỳ rồi, mình mong mỏi là mình vọng tưởng, mà cái vọng tưởng của mình á, trong khi đó mình phái những tước vụ rồi mình lánh trơn đường lành, tất nhiên là cái con đường lành chánh trơn của Đức Thầy, mà không chịu noi theo, mà không chịu noi theo con đường lành, mà cứ chạy theo cái con đường danh vọng. Mà con đường danh vọng rồi thì trong khi đó là không còn được tồn tại. Danh mà chẳng danh là chánh đạo, lợi mà không lợi háo mới chân, sát phàm phu mà giả thánh nhân, ở trong tục như lòng tài ngoại. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao đúng theo con đường Đức Thầy đã chỉ dạy, là chúng ta tu một mực thôi, không độ chí, không độ hướng và không ham danh lợi gì hết, thì bây giờ cái cuộc đời chúng ta mới được thanh thản, thấy không? Thưa cô bác anh em chừng đạo,
Vậy thì bây giờ trong bốn câu của đồng đạo tí nêu lên nó đúng, lý ra chúng tôi trình bày nó còn nhiều cái tình tiết lắm, nhưng mà cái thời gian coi như là nó cũng gần hết rồi. Thôi thì bây giờ một lần nữa là chúng tôi như là xin chân thành tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm, quý vị mình coi như là ủng hộ cho tinh thần Phật pháp. Và trên tinh thần Phật pháp này, chúng ta đang tu đây là đang giữ đạo chờ thầy, đang coi như hành đạo đây là trong một ngày nào thầy trở về để điểm đạo cho chúng ta cô bác anh em trong đạo. Vậy thì chúng ta muốn được đức thầy điểm đạo thì chúng ta phải giữ cái đạo cho nó coi như là có một cái chí hướng cho nó bền, đừng bỏ cuộc, phải không? Có nhiều người trông thầy, có nhiều người mong đợi, mà trong thời gian thầy không về nỗi thương nam nữ kẻ già, trong thầy lâu quá sinh ra nản lòng, bàn thông thiên dáng hương nồng của quyền bàn Phật càng trong lạnh lùng, để cho mèo đóng đầy chung lưu hương lũng xét bàn chồng gửi nghiêng. Người gần cho đến kẻ xa sự tu nay đã lơ là phần đông, nước nấm mèo hương nồng dáng khói hương, mà trai không ăn giảng gói không xem, nhiều ông trở lại xem mềm, mà nhiều bà trở lại khi thèm trầu cao nữa chứ, thấy không? Cái chỗ này mình trông thầy lâu quá rồi, trong khi đó mà thầy không trở về bắt đầu mình bỏ cuộc. Vậy thì bây giờ chúng ta phải giữ chí nghe, giữ chí gì? Bây giờ chúng ta hãy cố gắng giữ chí, tất nhiên là chúng ta trong một ngày mà đức thầy trở lại, mà đức thầy cho chúng ta biết ngài Du Tư cũng đà lố bóng rồi, cớ sao đời còn mãn say xưa, không tìm thầy đặng hưởng phước thừa mà ngài lập hậu ta vinh nhìn quê. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta trông đợi thầy gìn giữ đạo để chờ ngài mà thầy trở lại, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng làm, dù cho lăn lóc ráng kiên trình, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan và chớ này vàng đá bao quen cơn nước lửa, chị thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngài xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa tận hoàng gom một mối, phàm trần giảng kiếp kiến bồng lai của bác anh em trong đạo. Và kính thưa chư quý vị, suốt trên dưới thời gian 2 tiếng đồng hồ chúng tôi trao đổi giáo lý cũng như đồng đạo dụng, và tất cả chư quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp trong ngày chánh lễ kỷ niệm, chúng tôi tin tưởng rằng trong ngày chánh lễ kỷ niệm này quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp và chúng tôi trao đổi giáo lý, chắc có lẽ là có rất nhiều phước duyên công đức. Nếu như có điều kiện có phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung tất cả đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức hào hướng cho pháp giới chúng sinh, cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thới, cầu nguyện cho cửa quyền thất tổ, cầu nguyện hưng linh người quá giảng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ơn trên hồng ân tâm bảo lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân được khỏe, tâm được an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn, và cố gắng tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này đức tôn sư trở lại, tất cả chư quý vị mình có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta được gặp thầy trong ngày long hoa đại hội. Tần dân thánh đức lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.